Điểm 2 trong đội sư phạm kỹ thuật. Dữ không? Khải nó cười kìa. Nay biết cười rồi. Sáng chơi mặt hề. Khải. Điểm cho đội Thanh Huy 1-2. Vô quýnh đội nào cha? Tình anh em hồi sáng giờ thấy cái thua. Mấy ngày chậm thì về chứ còn gọi đó làm gì nữa. Ờ bảng anh 4 đội. Điểm cho Văn Lan 1 đều. Quá xấu, thiếu hữu hành á. Đặt bóng qua lối điểm A nha, đội sư phạm kỹ thuật. Phát bóng qua lối điểm cho anh Chính 2-1. Điểm cho Văn Lan 2 đều. Chẳng có tốt, điểm 5 bốn tại sân hạng của mình. Đường của anh chưa quýnh là bị bắt hết. Điểm cho Văn Lan 3 hai. Học nông trường mới học ngoại thương mà. Nóng ngoài điểm 6-4 của đội sư phạm kỹ thuật. Điểm cho anh Chính 3 đều. Điểm cho Văn Lan 4-3. Nhấp. Tốt, điểm 7-5. Đã tốt, điểm cho Văn Lan 4 đều. Điểm 6-7 cho đội Văn Hiến. Ông tìm. Điểm cho Kim 5-4. Hỏi là gì?
Điểm chơi trên 6-4. Điểm 9-6 của đội sư phạm kỹ thuật. Điểm với đội sư phạm kỹ thuật 15-8, phát bóng không qua lưới, điểm trên 10-9. Điểm với đội sư phạm kỹ thuật 16-8, điểm trên 10-9. Điểm với đội Văn Hoa 19-16. Ủa bị gì vậy? Giờ đang là bóng là bóng đầu là bóng cân. Trời ơi, trời. Điểm với đội Văn Hoa 19-16. Điểm chân trên 12-10. Chân vô đi.
đặt con số này đến với đội Văn Hiến. Vị trí 17 đến cho Văn Hoa 11-13. Điểm cho thí 15-17. Điểm cho đội Sản phẩm học tập 18-12. Điểm cho thí 13-11. Điểm cho Văn Lan 14, điểm cho đội Sơn Hà 11.
chưa. Thổ hương. Thổ oxy chưa? Điểm trang tiếp 20-14. Điểm cho Văn Lan 15-20. Điểm cho Văn Lan 21-15. Điểm cho Văn Lan 16-21. Rất tốt, điểm cho Văn Lan 18 là sẽ thành công. Rất tốt, điểm cho Văn Lan 16-21. Điểm cho đội Văn Lý 19-22. Điểm cho đội Văn Lý 22-22. Điểm cho trên 23-16. Điểm cho đội sẽ thành phối hợp 23-20. Văn Lan hỏi ý là Văn Lan. Điểm 25-20, rất tốt thi đấu. Nhất. Đã thiếu.